Quyền Linh xin mến chào tất cả anh chị em trong ban quản trị câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Xin chào tất cả anh chị em thành viên trong câu lạc bộ Trulo tình bạn 2. Hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2022, Quyền Lê rất là vinh dự khi là người thay mặt ban quản trị lên có đôi lời cũng như là giới thiệu về chương trình khai trương câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Quyền Lê xin mến chào anh cố vấn Phụng Võ, mến chào tất cả anh chị em phó chủ tịch, quản trị viên, kiểm duyệt viên cũng như tất cả thành viên trong câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Lời đầu tiên, Quyền Lê xin gửi đến tất cả anh chị em trong ban quản trị, tất cả anh chị em thành viên trong câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2 lời chúc sức khỏe và lời chào thân mến nhất. Quyền Lê xin chúc tất cả anh chị em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thật ấm áp bên những người thân yêu của mình. Em xin chào chị cố vấn Ngọc Kim Ngọc. Em xin chào anh phó chủ tịch Sơn Anh Thanh Ni. Hôm nay cho Quyền Lê xin 10 phút để có đôi lời giới thiệu về chương trình khai trương hôm nay, và cho phép Quyền Lê xin được giới thiệu ban quản trị câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Kính thưa tất cả anh chị em trong ban quản trị cũng như anh chị em thành viên trong câu lạc bộ, trong thời gian qua rất là cảm ơn sự đồng hành và rất nhiệt tình của ban quản trị câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2, cũng như cảm ơn tất cả anh chị em thành viên đã ủng hộ cho câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Cũng nhờ sự ủng hộ đồng hành của tất cả anh chị em nên câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 1 đi vào hoạt động rất là vui, mặc dù không lớn, không sánh bằng tất cả các câu lạc bộ bạn, nhưng đây là một ngôi nhà thật là ấm áp. Em xin chào anh hai Phụng Võ. Để phát huy thêm sự vui nhộn của tất cả anh chị em, một lần nữa anh hai Phụng Võ lại sáng lập ra câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2 với hình thức công khai, để cho tất cả anh chị em đều được vào giao lưu vui vẻ. Xin chào em gái Võ Lành, mến chào tứ muội Võ Phụng. Hôm nay Quyền Lê xin được phép giới thiệu ban quản trị câu lạc bộ Trulo trên tình bạn 2. Đầu tiên anh cố vấn Phụng Võ, kế đến là chị cố vấn Ngọc Kim Ngọc, đến phó chủ tịch Sơn Anthony, phó chủ tịch chị Mỹ Châu Trần, phó chủ tịch chị Đoàn Em, phó chủ tịch em trai Sơn Nguyễn, cùng các quản trị viên, một quản trị viên chị Biển Tiết, quản trị viên anh Trương Hoàng Hôn, quản trị viên anh Tam Ca, quản trị viên em gái Võ Phụng, gồm các kiểm duyệt viên em gái Võ Lành xinh đẹp, kiểm duyệt viên em gái Bích Hà Trần xinh đẹp, kiểm duyệt viên em gái Hồng Lê xinh đẹp, kiểm duyệt viên em gái Bích Phượng xinh đẹp,
Kiểm duyệt viên chị Kim Phượng. Kiểm duyệt viên em gái Kim Cao. Em xin chào nhị tỷ, phó chủ tịch Mỹ Châu Trần. Vừa qua Quyền Lê đã rất là hân hạnh được giới thiệu ban quản trị câu lạc bộ Tru Lô Trên Tình Bạn Hai. Quyền Lê cũng tha thiết chân thành rất mong sự giúp đỡ của tất cả anh chị em trong ban quản trị cũng như anh chị em trong câu lạc bộ cùng nắm tay nhau để tạo cho cái sân chơi của mình thêm vui nhộn hơn. Mỗi một tuần đều có những ca sĩ đến sân khấu hát để cho vui vẻ và ấm áp hơn. Lời sau cùng Quyền Lê xin gửi đến ban quản trị câu lạc bộ, gửi đến tất cả anh chị em thành viên trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ là chúc sức khỏe và lời chào thân mến nhất. Chúc tất cả anh chị em luôn vui vẻ, an lành và thành đạt trên mọi lĩnh vực. Sẵn tiện hôm nay Quyền Lê cũng xin thay mặt ban quản trị em xin chào sư huynh Mãi Xanh. Quyền Lê xin lỗi, lại thiếu một nhân vật rất là quan trọng của câu lạc bộ Tru Lô Trên Tình Bạn Hai, đó là anh quản trị viên Mãi Xanh. Quyền Lê tha thiết kính mời tất cả anh chị em hãy vào giao lưu cùng câu lạc bộ Tru Lô Trên Tình Bạn Hai để sân khấu của chúng ta ngày thêm vui vẻ hơn. Xin mến chào tất cả anh chị em. Xin chào chị Kim Phượng, xinh đẹp nha. Quyền Lê xin được vừa qua là phần giới thiệu ban quản trị câu lạc bộ. Và bây giờ thì qua phần giới thiệu, Quyền Lê xin được phép thay mặt ban quản trị câu lạc bộ Tru Lô Trên Tình Bạn Hai tuyên bố là hôm nay là ngày khai trương câu lạc bộ Tru Lô Trên Tình Bạn Hai. Sau buổi khai trương này, Quyền Lê xin mời tất cả anh chị em vào giao lưu với câu lạc bộ ạ. Để mở đầu chương trình giao lưu hôm nay thì Quyền Lê xin được phép hát với YouTube của anh Hai Phụng Võ. Tất cả anh chị em chờ Quyền Lê mời lên hát cho vui nha. Sư huynh Mãi Xanh thông cảm nha, muội chưa quen nên là quên mất sư huynh rồi, nên là sư huynh đi vào phần bổ sung sau.